Với một nhạc phẩm Niềm An Vui. Và mỗi khi chúng ta nâng gót ngọc bước vào ngôi Tam Bảo thì quý vị thấy là Phật Pháp trường tồn, an lạc chúng sinh, đình chùa đền miếu năng tu tạo, trẻ già trai gái nết la sinh. Phật đang trong ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đang ở trong ta. Và nhạc phẩm Niềm An Vui. Chính vì vậy con mong là toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ cùng vỗ tay, cùng hát cùng con với nhạc phẩm này. A Di Đà Phật ạ. Về đi thôi.
tan lão phiền xa néo mê danh lợi tài làm thân tâm hận sâu tê tái quyết quay trở về bờ sắt an vui quyết quay trở về bờ sắt an vui quyết quay trở về bờ sắt an vui quyết quay trở về ai là những người siêng tu pháp môn niệm Phật nhất?
hay ở trong đạo tràng niệm Phật và hay đi chợ niệm nhất nhỉ? À thế à? Thế nào hôm nay không thấy bà nào à? À đâu? À, thế lên đây trên này, lên trên này ngồi. Lên trên này thầy hỏi một câu hỏi cái. À, thầy mời các Phật tử lên chia sẻ về cái pháp môn mà mình đang tu, đang thực hành. À, mình có thể là giới thiệu cho các Phật tử biết về cái pháp môn tu đấy nào. Mời các Phật tử lên đây. À, chúng ta giới thiệu về cái pháp môn tu đấy cho các Phật tử theo cái hiểu biết của cá nhân. À, thầy mời Phật tử lên trên này. Thầy giới thiệu tên tuổi rồi là chia sẻ mấy lời về cái pháp môn mình đang tu, đang niệm Phật nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là bạch là thầy Đại Đức về để giảng cho chúng con về phép tu tịnh độ niệm Phật. Thì ở đây trước kia thì con cũng chỉ đi tụng kinh với các vãi ở đây để đi cắt gám 49 ngày. Thế và sau từ khi cuối năm 2008, khóa 7 của 2008, ở dưới Diên Phúc, mà con đầu tiên con được về chùa Diên Phúc, thì con tu về tịnh độ là chuyên để niệm Phật thôi. Thì con thì cũng trình độ chẳng có, chỉ biết là đi theo để niệm Phật. Thế năm sau thì con cũng rủ được mấy bà giáo là về hưu, là ba bà nữa là cùng về hưu đi với chúng con. Thì chúng con chỉ biết là nói nôm na, chứ con là chúng con đi niệm Phật thật, nhưng mà chúng con còn xem tạp rất là nhiều. Đến bây giờ thì mới thấy gần đây thì mới bắt đầu là chúng con mới đi dành về trên để tịnh độ, chúng con cũng không xen tạp tụng kinh rồi tất cả các vấn nữa. Thế nên chúng con là chỉ được nói đơn giản nhất là do ở Đức Phật Thích Ca giới thiệu cái môn tịnh độ là nhẹ nhàng nhất mà ai cũng dễ tu, là què gãy tàn tật bé cũng tu được, rất là đơn giản. Chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Đấy, chúng con chỉ hiểu đơn giản như vậy. Thế thì coi như là về và sau trước ở chùa đây thì chúng con là cũng mỗi tháng là 6 buổi tụng kinh, là ngày 3, ngày 6 thì chúng con về chùa đây. Thì chúng con ở đây chúng con cũng chẳng có thời gian, chúng con chỉ về tụng kinh về buổi trưa đến chiều là lại về đi làm chẳng hạn. Thế sau khi chúng con đi về chùa Diên Phúc, về tịnh độ thì chúng con về cũng đặt với thầy chủ trì ở đây là chúng con đi tu tịnh độ. Thì trước kia là có khi ngày 3 chúng con tụng sám nguyện chẳng hạn, ngày 8 là chúng con lại xuống tụng kinh mẫu. Đấy là trước của chúng con như vậy. Nhưng sau khi chúng con là đi thì về chúng con mà thôi. Chúng con là chỉ tháng 6 buổi thì chúng con là đi vào niệm Phật và chúng con tụng kinh có 2 buổi là vào ngày tuần 13 và 28. Thì chúng con đi ngày 3 đến ngày 7 ngày trai. Thế chúng con là chỉ đi. Thế còn là chúng con dành là về chùa đây thì chúng con niệm Phật và chúng con đi tinh hành và chúng con lễ Phật để 40 tháng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thế rằng chúng con niệm Phật thì chúng con chỉ tụng kinh Di Đà, thế và tụng kinh Vô Lượng Thọ, thì đi ba kinh và kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chúng con cũng không tụng được, chúng con chỉ gọi là xem để biết thôi chứ chúng con không tụng được. Chỉ có ở đây thì chúng con tụng Di Đà và Quán Vô Lượng Thọ. Và bây giờ thì chúng con lại chỉ là chủ yếu là tụng, là không tụng kinh nữa. Chúng con chỉ về niệm Phật và đi kinh hành là lễ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hiệu dự hoàn thành căn là 76 tuổi ở cung 4 đây. Con niệm đây. Cho một tràng pháo tay các Phật tử.
Vâng, A Di Đà Phật, xin được trân trọng và cảm ơn cụ. Thưa với các quý Phật tử, thì chúng ta vừa mới được nghe một cái lời giới thiệu về cái pháp môn tu, đó là cái pháp môn tịnh độ. Thì thưa với các quý Phật tử ấy là gì? Pháp môn tịnh độ ấy là một cái pháp môn mà như vừa nãy cụ Thuần đúng không ạ? Cụ Chảy đã nói rằng là gì? Đó là một cái pháp môn phù hợp với mọi cái căn cơ. Tại sao lại nói với mọi căn cơ đều có thể tu được cái pháp môn này? Tức là người trí kẻ ngu, người sang kẻ hèn, người đầy đủ các căn, người khuyết thiếu các căn, lớn cũng có thể tu, nhỏ cũng có thể tu. Thế thì cái pháp môn đó nó có cái ý nghĩa như thế nào, cái giá trị như thế nào, và cái sức lan tỏa của nó như thế nào, mà tại sao lại có thể thâu nhiếp tất cả các căn cơ như vậy? Thưa với các quý Phật tử là gì? Bậc cổ đức thì có dạy một cái câu này này: không thầy thì đố mày làm lên, đúng không ạ? Không thầy thì đố mày làm lên, không tự lực thì là phải trợ lực, không tự lực thì phải trợ lực. Đi đêm ấy, thì cần phải có đèn để soi sáng. Đó. Thế thì thưa với các quý vị là gì? Không thầy đố mày làm lên, không tự lực thì phải trợ lực. Đấy. Đi đêm thì cần phải có đèn soi sáng. Thế ý thầy muốn nói ở đây là gì? Chúng ta ấy, trên cuộc đời này, dù làm bất kỳ một ngành nghề gì, dù học hành bất kỳ một pháp môn nào, thì cũng đều phải có những người thầy hướng dẫn. Phải có những người thầy hướng dẫn. Người thầy của chúng ta ấy, trong đạo Phật, người thầy tối thượng đó là Đức Phật. Nay Đức Phật không còn nữa thì pháp của Ngài chính là thầy của chúng ta. Những cái lời dạy, những các cái bộ kinh, những cái pháp môn tu tập sau này đã được các đại luận sư xiển dương, đã trở thành những cái tông chỉ, những cái kim chỉ nam cho chúng ta tu tập. Thế thì thưa với các quý vị, trong tất cả các cái pháp môn tu, thiền tông, chúng ta đã nghe đây rồi, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, hoa nghiêm tông, chúng ta đã thấy những cái tông phái đó. Thế nhưng mà cái tịnh độ tông ấy là được nhiều người theo nhất. Chúng ta đã ai đã từng đi đến các cái khu thiền viện, ví dụ thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì đó được gọi là các cái thiền viện. Ở đó thì người xuất gia tu hành chủ yếu là cái pháp môn gọi là thiền tông, tức là chủ yếu là cái việc hàng ngày ngồi tọa thiền, quán chiếu các pháp, đi cũng thiền, nằm cũng thiền, ngủ cũng thiền, ăn cũng thiền, mọi công việc đều có cái thiền hết. Và người tu thiền thì thường là ít nói năng. Họ luôn giữ cái thân tâm của mình trong chính niệm, không có xô bồ. Nếu như chúng ta đi cái thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Trúc Lâm Yên Tử thì chúng ta sẽ thấy được. Và người tu thiền là cái pháp môn là tu quán các pháp. Thế đó là chúng ta đã biết rồi. Thế còn có cái pháp môn là tu mật tông. Mật tông thì đó thì các thầy thường là hay chỉ chú kết ấn. Trong đó thì các cái pháp môn này đều có cái ý nghĩa để cầu cái sự gia hộ từ chư Phật chư Thánh. Suy cho cùng ấy thì thiền tông, mật tông thì cũng chỉ là cái việc tu làm sao để cho nhiếp cái căn cơ, cái thân tâm của mình vào một chỗ. Thì còn tịnh độ tông là dành cho
hầu hết các sư của miền Bắc, có thể nói là cả nước, đều theo cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn hợp với mọi căn cơ. Mà như trong kinh Phật có nói rằng là trong cái đời mạt pháp hàng vạn năm nữa, khi đó các kinh sách ấy bị thiêu hủy hết và chỉ có cái pháp môn tịnh độ là còn tồn tại. Niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ chính là một cái pháp môn tu giác ngộ rốt ráo nhất, mượn cái tha lực trợ lực làm căn bản. Đấy, khi nãy cụ Chảy có giới thiệu rằng là cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà như trong kinh A-di-đà thì Đức Phật Thích Ca có giới thiệu cái pháp môn tịnh độ, có giới thiệu về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đấy, nơi đó thì có Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp. Đức Phật Thích Ca tại sao mà lại giới thiệu về cái pháp môn tịnh độ, giới thiệu về Đức Phật A-di-đà? Tại sao không phải là giới thiệu về những cái vị khác? Tại sao không phải là giới thiệu về những cái cảnh giới khác? Bởi vì Đức Phật A-di-đà có phát 48 lời thệ nguyện. 48 lời thệ nguyện. Và đặc biệt là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn thâu nhiếp mọi căn cơ. Già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, đầy đủ các căn cho đến thiếu khuyết các căn. Thế thì thưa với các quý Phật tử, cái pháp môn niệm Phật này chúng ta cần phải làm sáng tỏ. Cái thời mà Phật còn tại thế thì ở bên Ấn Độ không có cái pháp môn niệm Phật. Sau này có truyền sang bên Trung Hoa thì có chia ra làm các cái tông phái lớn, điển hình là 8 cái tông phái lớn. Trong đó là có một cái tông gọi là Tịnh Độ Tông. Trong Tịnh Độ Tông này thì có 13 vị tổ sư. 13 vị tổ sư. Đây. Cái vị tổ sư đầu tiên ấy, vị tổ sư đứng đầu tiên ấy, của cái pháp môn tịnh độ này, và cho đến cái vị cuối cùng ấy, thì là Ngài Ấn Quang. Nhưng mà thầy chỉ tập trung ở đây là vị tổ thứ hai ấy, là tổ sư Thiện Đạo. Tổ sư Thiện Đạo là Ngài có chỉ bày cái pháp môn tịnh độ y cứ vào ba cái bộ kinh căn bản, ba cái bộ kinh căn bản của cái pháp môn tịnh độ mà đã được Đức Phật Thích Ca truyền cho các quý Phật tử cũng như các hàng tỷ khiêu. Thì trong đó là cái pháp môn tu, ba cái pháp môn đó là cái kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Thì thưa với các quý Phật tử là Ngài Thiện Đạo xiển dương cái pháp môn tịnh độ và được coi là hóa thân của Đức Phật A-di-đà, là người làm sáng tỏ cái pháp môn tịnh độ đó. Thế bây giờ nói về cái pháp môn tịnh độ thì chúng ta lại cần phải phân tích rõ rằng là Nam Mô A-di-đà Phật là gì. Thầy đã có một lần chia sẻ với các quý Phật tử, chúng ta rất hay đi chùa lễ Phật và lúc nào cũng A-di-đà Phật. Thế thì cái Nam Mô A-di-đà Phật là gì? Nam Mô ở đây là sự tiếng Phạn dịch sang tiếng Việt gọi là quy y, quay trở về. Đấy là tiếng quay trở về, tức là quy y. Nam Mô ở đây là quy y, nó tương đương với từ quy y. Nam Mô ở đây là quay trở về, tức là một cái ngôn ngữ tiếng Phạn, tiếng Sanskrit phiên dịch sang tiếng Việt, tức có nghĩa là quay trở về. Nó tương đương với từ quy y, Nam Mô là quay trở về, A Di Đà Phật là quay trở về với Phật A Di Đà, quay trở về với Phật A Di Đà. Thế còn Phật A Di Đà ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rõ chữ A Di Đà Phật. A-di-đà là danh hiệu của một vị Phật ở cõi nước phương Tây, cách chúng ta 10 muôn ức ánh sáng. Ý nghĩa của cái danh hiệu A-di-đà là gì? A-di-đà là danh hiệu của một vị Phật, ý nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Tức là vô lượng thọ, tức là một vị Phật có đầy đủ cái thọ mệnh lâu dài.
vô lượng quang, tức là có cái ánh sáng chứa chan viên mãn. A-di-đà tức có nghĩa là một vị Phật có đầy đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là cái tuổi thọ rất là nhiều và cái ánh sáng vô cùng là rộng lớn. Thì đương nhiên là trong vô lượng thọ, vô lượng quang khi đã có rồi thì phải bao hàm cả vô lượng công, công đức, vô lượng công đức. Thế còn Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ. Phật là bậc giác ngộ, không còn bị phiền não chi phối nữa. Là người giác ngộ ở tự tâm của mình, có thể là tự giác ngộ và đem cái giác ngộ đó chuyển biến cho mọi người, gọi là giác thang. Và cái giác ngộ đó, cái chuyển biến đó nó đạt đến cái viên mãn được gọi là Phật. Thế như vậy là Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Là quay về với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật đó có đủ vô lượng thọ, tức là cái thọ mệnh lâu dài, vô lượng quang, có cái ánh sáng vĩ đại, trong đó thì bao hàm cả cái vô lượng công đức nữa. Thế thì thưa với các quý Phật tử, chúng ta thấy rằng là 13 vị tổ của tông Tịnh Độ, đầu tiên là tổ Huệ Viện, cho đến vị cuối cùng là tổ Ấn Quang, thì vị tổ thứ hai là tổ Thiện Đạo, là người được coi là hóa thân của Phật A Di Đà. Căn cứ y cứ vào ba cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà để viết thành nhiều các cái bản bản dịch, bản diễn giải về cái pháp môn tu này. Thế thì niệm Phật là gì? Niệm ở đây là nhớ nghĩ. Niệm ở đây là nhớ nghĩ, là tâm niệm, hay là chúng ta thường biết những cái từ kỷ niệm. Nói đến kỷ niệm tức là những chuyện đã gì ạ? Đã qua. Đã qua, đã qua thì được gọi là quá khứ. Và khi ta nghĩ đến, ta dùng từ kỷ niệm tức là ta nhớ đến những cái ký ức ngày trước. Nhưng mà niệm ở đây nó không chỉ bao gồm là ký ức, mà niệm ở đây đạt đến đỉnh cao thì nó không còn bị chi phối bởi thời gian quá khứ hiện tại vị lai, mà chỉ biết trong khoảnh khắc sát na thôi. Niệm Phật là sự nhớ nghĩ đến Phật. Thế bây giờ là niệm Phật thì nhớ nghĩ đến Phật thì nhớ nghĩ đến cái gì? Nhiều khi các Phật tử chúng ta hay được mọi người bảo là các vị niệm Phật đi, chúng ta cùng niệm Phật để đón các thầy lên chùa, hay là chúng ta cùng niệm Phật để cầu cho bản thân được bình an hạnh phúc. Thế thì niệm Phật ở đây chính là ta niệm danh hiệu các Đức Phật, ta nhớ nghĩ đến danh hiệu các Đức Phật. Và thường thì người ta chọn Đức Phật A Di Đà để niệm. Thế mà tại sao lại không phải là chọn Quán Âm Bồ Tát, không phải chọn Phật Di Lặc, hay là không phải là chọn những vị Phật khác mà lại chọn Phật A Di Đà? Bởi vì như thầy đã nói là vì cái bản nguyện 48 cái bản nguyện độ sinh nó rộng lớn, kèm theo đó là cái pháp môn đó nó thâu nhiếp mọi căn cơ từ lớn cho đến nhỏ. Thế thì thưa với các quý Phật tử, là chúng ta cần phải hiểu rằng là cái pháp môn niệm Phật này tại sao lại giúp cho chúng ta được nhiều cái an vui hạnh phúc, và tại sao mọi người lại tu theo cái pháp môn đó, thì nó có cái ý nghĩa như thế nào. Thứ nhất ấy, là nó có hai cái ví dụ về cái pháp môn niệm Phật mà có thể giúp cho chúng ta đạt được cái an vui trong hiện tại. Người sống thì đạt an vui, mà người mất thì được giải thoát. Thứ nhất, thưa với các quý vị, trong các cái thánh đạo môn ấy, thì pháp môn Tịnh Độ tuy là thâm diệu nhưng cái thời điểm và căn cơ tương ứng. Tịnh Độ môn hình thì như nông cạn nhưng cái thời điểm và căn cơ thì đều tương đối với nhau.
Và trong thời mạt pháp 1 vạn năm ấy, các kinh điển khác đều bị tiêu diệt, thì chỉ còn cái pháp môn A Di Đà là còn chỗ để cứu giúp chúng sinh. Tịnh độ nó hơn các cái môn khác, nó hơn các cái tông khác ở cái chỗ là gì? Là cái hạnh niệm Phật siêu hơn, và cái lý do là thâu nhiếp tất cả các căn cơ của mọi chúng sinh. Và chẳng kể là có tội hay là vô tội, chỉ giới hay là phá giới, tại gia hay là xuất gia, một khi mà đã hành trì cái pháp môn niệm Phật, lấy cái hạnh nguyện của Phật làm cái pháp môn để thoát khỏi sinh tử, thì đều có thể được. Quang minh của Đức Phật A Di Đà thì có thể chiếu soi đến tất cả mọi người niệm Phật, và dù cho mọi người có những cái hạnh khác nhau. Thì thưa với các quý Phật tử, thứ nhất là như thế này, nhiều người chúng ta sẽ hỏi rằng là tại sao người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người ngu, người trí đều có thể tu pháp môn niệm Phật. Và tại sao pháp môn niệm Phật được gọi là tha lực trợ lực? Thì như trong kinh điển có nói về hai cái ví dụ rất là cụ thể. Thứ nhất là ví như một người đi máy bay ấy, nếu như một người mà đã lên đến máy bay rồi, thì dù người đó thân thể không lành lặn, thì cái máy bay nó vẫn chở đến cái đất nước khác, đến cái điểm cần đi. Dù người đó có bị ốm đau, dù người đó giàu nghèo sang hèn, nhưng mà đã lên đến máy bay là sẽ được chở sang một cái cảnh giới khác, một cái thế giới khác, một cái địa điểm khác. Và nếu như ấy, chúng ta tu theo cái pháp môn niệm Phật, thì 6 cái chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó chính là cái vé để chúng ta đặt chân lên cái máy bay đó. Nhiều người sẽ cho rằng là tôi không có tin pháp môn niệm Phật có thể giúp cho chúng tôi giải thoát, có thể giúp cho tất cả mọi người, dù giàu, dù nghèo, dù sang, dù hèn. Thưa các quý Phật tử, đúng là nếu như người nào mà không tin, không theo, thì nó sẽ là như vậy. Bởi vì chúng ta chưa có lòng tin, chưa nhìn thấy người bay ở trên máy bay thì ta còn nghi ngờ mà. Thế bây giờ là ai có nghi ngờ ấy, thì ta dẫn họ đến chỗ sân bay, ta chỉ đến những cái máy bay đó, và thấy rằng là có những người đi lên máy bay và đi xuống máy bay. Ở đó, khi sau đó thì máy bay nó cất cánh, nó đưa người ta sang một cái thế giới, một cái địa điểm khác. Như vậy là ta mới tin rằng là cái máy bay này nó có thể là đưa người ta đi được. Bình thường ấy, thì người ta cho rằng là một cái máy bay nó chỉ là cái cục sắt, nó nặng như vậy, tự nhiên mà nó lại chở được con người ta lên bầu trời, nghe có vẻ nó vô lý. Và những ai ở đây đã từng ngồi máy bay thì mới thấy rằng là thật sự là mầu nhiệm. Cái máy bay nó cả một cái cục sắt to đùng vĩ đại như vậy mà nó chở được cả hàng mấy trăm con người. Này, các Phật tử thấy khủng khiếp không? Một cục sắt bay lơ lửng trên bầu trời. Mà chúng ta sẽ không tin nếu như là không nhìn thấy nó. Trước khi các nhà bác học phát minh ra máy bay ấy, thì chả ai tin rằng một cục sắt nó có thể di chuyển trên không cả. Thế cho nên là cái pháp môn niệm Phật nó cũng như vậy. Người ta cũng sẽ không tin ấy, là nó có thể đưa con người ta đến cái an vui giải thoát, trừ phi là người ta nhìn thấy sự thật cái pháp môn niệm Phật đó nó có cái công năng như thế nào. Giống như cái máy bay ấy, có thể đưa mọi người, già trẻ lớn bé, giàu nghèo sang hèn, nếu như đã lên máy bay thì đều có thể là đi đến nơi khác được.
Và cái máy bay đó nó chịu một cái trách nhiệm, đó là tha lực, trợ lực, đưa tất cả mọi người đến nơi cần đến. Đó là cái bến bờ giác ngộ. Thì cái pháp môn niệm Phật cũng thế. Pháp môn niệm Phật, người tu cái pháp môn niệm Phật, niệm Phật A-di-đà hàng ngày, thì cái câu niệm Phật đó nó chính là cái vé để chúng ta bước chân lên, lên máy bay, và để chúng ta về được cõi của Đức Phật. Nhiều người tin bảo làm gì chỉ niệm một câu niệm Phật mà có thể vãng sinh được về cảnh của Đức Phật. Sự thật ấy, thì là chúng ta không phải chỉ là niệm Phật không, mà cái niệm Phật ở đây ấy, nó còn phải đạt cái sự rốt ráo, thuần thục, kết hợp với những cái suy nghĩ, hành động, việc làm của chúng ta nó phải phải đều có phúc thiện. Cho nên là Kinh A-di-đà mới nói rằng là một người niệm Phật chẳng thể nhờ một chút ít thiện căn, phúc đức nhân duyên mà có thể vãng sinh về cõi Phật. Cho nên người niệm Phật thì cần phải có tín tâm kiên cố. Tín tâm kiên cố. Cái pháp môn niệm Phật thì nó như là một cái ánh đèn soi đường ấy. Nó chính là trợ lực, tha lực để giúp cho chúng ta đến với cái cảnh giới an lành. Các cụ ở đây sau này mất thì có ai muốn được vãng sinh không? Thế bây giờ chúng ta đã hiểu là chúng ta vãng sinh là về đâu chưa? Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thế bây giờ Tây Phương Cực Lạc là ở đâu? Chúng ta đang ở cái cõi này mà chúng ta cầu về cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế bây giờ thầy bí thưa với các cụ như thế này này. Vãng sinh là gì? Sinh là chỉ sự ra đời, là sang một cái cuộc sống mới. Vãng tức có nghĩa là sự trải qua. Đấy. Là chỉ vì về cái thời gian ta chuẩn bị tiến tới. Vãng sinh là nói về cái cuộc sống sắp tới sau cái kiếp này của chúng ta, đúng không? Thế thì vãng sinh về đâu? Đó là một cái câu hỏi. Nhiều người sẽ chọn một cái điểm, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Thế muốn sinh được về đấy thì cũng ví như là gì? Sau này mà tôi chết ấy, thì là con cháu đưa hài cốt của tôi từ Phúc Thọ, Hát Môn đi đến thủ đô Hà Nội, vào giữa bờ hồ Hồ Gươm. Hoặc là ta có một cái tâm nguyện là gì? Sau này mà tôi chết ấy, con cháu sẽ đưa hài cốt của tôi về quê, từ Phúc Thọ Hà Tây, từ Phúc Thọ Hát Môn về Nam Định, về Hải Phòng, về Hải Dương, về Thanh Hóa, về Nghệ An, Hà Tĩnh, đúng không ạ? Thế bây giờ muốn đi về được cái quê hương của mình, thế thì chúng ta cần phải có phương tiện. Phương tiện ở đó là gì? Đó là ô tô để đưa hài cốt chúng ta về, đúng không ạ? Bạn bè dìu dắt chúng ta cùng về, đúng không ạ? Kinh phí để chúng ta, để con cháu chúng ta vận chuyển chúng ta về. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, nó phải là cái phương tiện. Cái phương tiện ở đây đi nhanh ấy, thì là con cháu nó đi bằng ô tô để nó bay vào thành phố Hồ Chí Minh, nó mang hài cốt chúng ta về bên đấy. Thế còn đi chậm hơn một chút thì nó đi ô tô, nhanh thì đi máy bay, chậm hơn một chút thì đi ô tô, chậm hơn nữa thì đi xe máy, chậm nữa thì đi bộ. Đi bộ mà từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là cũng phải mất mấy năm. Thế nhưng mà đi máy bay thì chỉ mất có 2 tiếng. Đi ô tô thì mất 5 đến 7 ngày. Đi xe máy thì mất nửa tháng. Thế như vậy là muốn đi nhanh hay muốn đi chậm? Thì đó là cái duyên của chúng ta. Thế thì bây giờ là Tây Phương Cực Lạc được ví như là quê, là quê hương của chúng ta, mà chúng ta muốn là sau này chúng ta chết chúng ta sẽ được sinh về cái đất nước đó, đúng không ạ? Ta muốn được sinh về cái đất nước đó. Thế thì bình thường nếu như mà cái thân thể vật chất
của chúng ta mà mất đi ấy, chỉ còn xương còn cốt ấy, thì là có thể là mang bằng máy bay, bằng xe khách, bằng xe máy để về quê của chúng ta. Nhưng cái thần thức của chúng ta mà muốn vãng sinh được thì lại phải nhờ cái phương tiện, đó là danh hiệu của Đức Phật. Để chúng ta về được cái quê của chúng ta, đó là quê hương của Đức Phật Di Đà, thì chúng ta phải nhờ cái danh hiệu, cái danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu cái chữ đó, sáu cái chữ đó nó ví như là cái máy bay ấy, nó đưa chúng ta về cái cảnh giới lành nhất và nhanh nhất. Khi mà chúng ta chưa tin, như nãy thầy nói, ta chưa tin là máy bay có thể bay được và đưa con người đi từ nơi này đến nơi khác, thì chúng ta chưa tin có pháp môn niệm Phật. Nhưng mà khi chúng ta đã nhìn thấy cái máy bay nó có thể chuyển được con người từ vị trí này sang vị trí khác, thì chúng ta thấy rằng là cái pháp môn niệm Phật nó được ví như cái máy bay ấy. Đó là cái tấm vé cho chúng ta để chúng ta vãng sinh về về cái cảnh giới lành. Chúng ta lại tưởng tượng đến một cái con kiến ấy. Một cái con kiến mà nó ở bờ bên này, đúng không? Một cái con kiến ở bờ bên này. Khi mà chúng ta chuẩn bị lên trên thuyền, con kiến đó nó bám vào người chúng ta. Chúng ta sang đi thuyền sang bờ bên kia thì là con kiến nó cũng đi sang bờ bên kia, đúng không? Như vậy chúng ta là trợ lực tha lực. Con kiến nó nhờ vào chúng ta mà nó sang được bờ bên kia. Hay là cái con kiến nó đậu ở trên cái bờ thuyền ở đằng này. Khi mà cái thuyền di chuyển đấy, từ cái sông xã Hát Môn, đúng không ạ, lên trên Vĩnh Phúc, thế thì khi con kiến nó lên trên thuyền ấy, thì thuyền đi đến đâu là con kiến đi tới đó. Thế như vậy là cái thuyền chính là cái trợ duyên, trợ lực để con kiến nó có thể đi được. Thế thì chúng ta cũng vậy, muốn đi về cái cảnh giới của Đức Phật thì danh hiệu của Đức Phật chính là cái phương tiện trợ giúp để chúng ta đi. Chúng ta ví như những con kiến, câu danh hiệu Phật được ví như như cái thuyền, như cái máy bay để đưa chúng ta đi. Thế thì thưa với các quý vị, chúng ta đã thấy được cái ví dụ rất là cụ thể về cái tha lực trợ lực này. Giống như trong cuộc sống của chúng ta ấy, có những cái việc nặng ta không làm được, ta phải nhờ người khác. Ví dụ như là một cái bao thóc chẳng hạn, nó nặng một tạ, bao xi nặng 50 cân, người nào có sức ấy, thì có thể tự bê được. Nhưng mà những người không có sức ấy, thì nhờ người khác nâng hộ, đỡ hộ, đặt lên trên vai của mình, trên lưng của mình, thì họ có thể bê được. Hoặc là có thể nhờ người khác khiêng hộ cho. Thế thì thưa với các quý vị là cái trợ lực tha lực ở đây là nói về cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, có cái công năng giúp chúng ta vãng sinh về được cái cảnh giới lành. Và chỉ cần là chúng ta tin là có Đức Phật A-di-đà, niệm Đức Phật A-di-đà, nhiều trước thầy đã bảo với các quý Phật tử chúng ta ở cái bài chia sẻ hôm trước, nhiều người không tin là trên cuộc đời này có Phật. Nhiều người không tin trên cuộc đời này có Phật thì tại sao lại phải niệm Phật A-di-đà? Như hôm trước thầy có kể một cái câu chuyện về một cái người cắt tóc, người thợ cắt tóc và một cái người đến để cắt tóc. Người đến để cắt tóc thì luôn nói về Phật, thế nhưng người thợ cắt tóc thì không tin có Phật. Và nói rằng là nếu như anh bảo là có Phật thì tại sao ở thế gian nhiều người khổ như vậy, nhiều bất công như vậy, người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người ngu, người trí, người ốm đau, khỏe mạnh, bệnh tật, chả đồng đều nhau gì cả. Tôi chả tin trên cuộc đời này có Phật. Người được cắt tóc thì luôn nói về Phật, nhưng người cắt tóc bảo trên đời này không có Phật. Nếu có Phật thì tại sao ở thế gian này lại nhiều người khổ như vậy, mà Phật thì lúc nào cũng cứu khổ ban vui,
Thế tại sao nhiều người khổ như vậy? Hay cái người mà được cắt tóc, cắt xong ra đến cửa mới bảo là tôi không tin trên đời này có ai là thợ cắt tóc. Thế người thợ cắt tóc mới bảo tôi vừa mới cắt cho anh xong, anh lại bảo là không tin có ai là thợ cắt tóc. Thế thì cái người thợ cắt tóc mới bảo là gì? Tôi không có tin trên đời này là có Phật. Còn cái người được cắt tóc thì bây giờ lại bảo là tôi không tin trên đời này có ai là thợ cắt tóc. Thế tóm lại là như thế nào? Thế thì cái người được cắt tóc mới chỉ sang bên đường và bảo rằng là gì? Nếu như trên đời này có thợ cắt tóc, tại sao ở bên kia đường lại có những người đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm? Thế thì người cắt tóc mới bảo là gì? Đấy là do người ta không vào quán của tôi. Người ta không vào chỗ tôi cắt tóc để nhờ tôi cắt cho họ. Nếu mà họ vào đây thì đương nhiên là họ phải được một cái đầu gọn gàng, một cái đầu đẹp, tóc rồi là râu được gọn gàng, sạch sẽ, mặt mũi lại xinh tươi. Thế thì như vậy là cái anh thợ cắt tóc không phải là mời người ta vào, mà người ta phải đến với anh. Và đến với anh thì chắc chắn anh sẽ làm đẹp được cho người ta. Đầu người ta sẽ đẹp, tóc tai gọn gàng, râu ria sạch sẽ. Thế đạo Phật thì cũng vậy. Do mọi người không vào với đạo Phật ấy chứ. Do mọi người không đến với Phật ấy chứ. Nếu mọi người đến thì mọi người cũng sẽ thấy được cái an vui hạnh phúc. Cái an vui hạnh phúc. Đến với anh cái tóc thì được cái đầu, cái mặt đẹp. Thế đến với đạo Phật thì được cả tâm hồn, cả con người cơ. Thế do mọi người không đến ấy thôi. Chả nhẽ bây giờ Phật lại cũng như cái anh thợ cắt tóc bảo này anh kia, anh vào đây cắt tóc à? Phật không bảo thế. Phật không bảo là này anh đến với đạo Phật đi. Không có. Mà do mọi người có duyên để đến hay không. Đến thì những cái pháp môn của Phật nó gội rửa thân tâm của mọi người, để mọi người được cái an vui hạnh phúc. Ở đây thầy tiếc là các cụ chúng ta có tuổi rồi, chúng ta không dùng được các cái thiết bị công nghệ thông tin đại chúng, mạng internet, Zalo, Facebook để biết được những cái điều hay về cái sự phát triển của cuộc sống. Nhưng mà những mà các cô chú trẻ thì chúng ta thấy là trên mạng bây giờ đăng rất là nhiều những cái điều hay, bổ ích và giá trị, nói về cái đạo đức của con người, nói về cách sống của con người. Trong đó thì Phật Pháp cũng được lan truyền rộng rãi. Đương nhiên là lên mạng xã hội thì nó có hai cái, là cái bất cập và cái, tức là cái tích cực và cái tiêu cực. Cái người mà biết chọn lọc, biết chọn những cái cần xem thì nó sẽ đem lại cái giá trị rất là lớn. Nhưng mà mạng nó cũng có một cái nguy hiểm, đó là chúng ta không biết chọn lọc cái mình cần tìm hiểu thì nó dẫn đến cái tiêu cực. Thế thưa với các quý Phật tử ấy, hôm nay chúng ta chia sẻ về cái pháp môn niệm Phật để chúng ta thấy được là cái pháp môn này tại sao lại được nhiều người hành trì như vậy. Tại sao lại được nhiều người hành trì như vậy? Bởi vì là nó có cái trợ lực, tha lực. Có thể thay cho thầy cái quả pin hoặc thay cái mic khác. Thế thì cái trợ lực và cái tha lực ở trong pháp môn niệm Phật này là giúp cho chúng ta là có thể về được cảnh giới lành. Và thưa với các quý Phật tử ấy, là chúng ta tin có Phật A Di Đà, ta tin rằng là ta vãng sinh được về cái cảnh giới đó thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Mà như trong kinh Di Đà thì có nói rằng là gì? Ở cái cõi nước cực lạc ấy, cái nước đó là một cái cõi nước mà vô cùng là hạnh phúc an vui. Hằng ngày thì chim hót những cái bản nhạc trời, gió thổi vào cây thì cũng phát lên cái tiếng niệm Phật. Các cái loài chim ấy, do hóa thân bản nguyện, khi hót lên cũng là những cái bản nhạc thiền, bản nhạc Phật, là những cái tiếng niệm Phật.
gió thổi vào đá, vào núi, vào cây thì cũng phát lên tiếng niệm Phật. Ở cái nơi đó đất thì bằng vàng ròng, cảnh giới của Phật A-di-đà, nơi mà chúng ta cần chúng ta nguyện để vãng sinh về, đất thì bằng vàng ròng, lan can thì bằng ngọc ngà châu báu, có các cái ao nước ngọt mát tinh khiết, nhìn xuống được đến tận đáy, cái đáy đó có đầy kim cương vàng bạc, san hô hổ phách, có các cái lầu gác cung điện đều bằng vàng bạc ngọc ngà châu báu, ánh sáng lúc nào cũng chan hòa suốt ngày suốt đêm. Ở cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ấy, nó có những cái ao hồ, ao nước trong mát. Đấy, xung quanh ao thì lạ bằng vàng bằng ngọc, nước mát trong tinh khiết. Ở ao thì có những cái bông hoa sen to như cái ly á, to, bông hoa sen to như cái phản, cái chiếu ấy. Trong mỗi một cái bông hoa sen đó thì lại tỏa ra những cái hương thơm khác nhau và những cái ánh sáng khác nhau. Cái hoa sen xanh thì lại màu xanh ánh sáng xanh, hoa sen vàng thì lại màu vàng ánh sáng vàng, hoa sen đỏ thì màu đỏ ánh sáng đỏ. Mỗi một cái bông sen này có những cái hương thơm ngào ngạt. Đó. Và mỗi một khi một bông sen nở là có một vị được vãng sinh giải thoát về cái cõi của Đức Phật. Và ở cái cảnh giới đó ấy, là con người không còn những cái nỗi khổ niềm đau. Muốn ăn là được ăn, tức là chỉ cần khởi niệm ăn một cái là lập tức đồ ăn có trước mặt. Khởi cái niệm mặc một cái là tự nhiên có những cái thứ mặc đầy đủ đẹp đẽ ở trong người. Và những cái người ở cái cảnh giới đó họ luôn an vui, không có cái sự cãi nhau, không có sự ghen ghét hận thù. Đó. Người ở cái cảnh giới đó họ luôn gặp những vị Phật Bồ Tát để nghe những cái pháp thoại. Thế cho nên là cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà nó có rất là nhiều cái thứ màu nhiệm. Và đã về đó rồi thì không còn bị sa đọa nữa. Thế là đó là cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà cùng với các hàng Bồ Tát đã phát nguyện. Thì thưa với các quý Phật tử, chúng ta hiểu thế nào về cái pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà? Hiểu thế nào để cho cái pháp môn này chúng ta có lòng tin và chúng ta niệm Phật theo? Đấy, chúng ta chỉ cần hiểu là như thế này ạ. Đạo Phật ấy, thì dù tụng các kinh điển, tụng bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu quyển sách, so cho cùng và rốt ráo thì cũng chỉ quy về cái danh hiệu A-di-đà Phật mà thôi. Thế cho nên là ở trong Đạo Phật thì có nói rằng là một vái xa bằng ba vái gần. Một người đi chùa tụng kinh niệm Phật nhiều, tụng kinh hiểu biết nhiều kinh sách, thuộc nhiều kinh sách, nhưng có khi lại chưa bằng một người chỉ thuộc một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì kinh điển của Phật thì cuối cùng là cũng quy về cái câu danh hiệu A Di Đà Phật. Mà như ngày trước thì thầy có một lần chia sẻ với quý Phật tử là năm cái ý nghĩa của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam thì là bớt lòng tham. Chữ Mô thì là chớ tranh tài. Chữ A thì chớ ngu si. Chữ Di thì chớ sát sinh. Chữ Đà thì chớ ái tài. Chữ Phật một niềm cung kính, tại gia niêm chỉ. Thế thì các quý Phật tử chúng ta hàng ngày đến chùa niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta chỉ cần hiểu là như thế này. A Di Đà Phật là tên của một vị Phật. Trong A Di Đà Phật đó thì Phật A Di Đà là có vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, là chứa đầy đủ những cái phúc lành để chúng ta cần cầu. Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi niệm bao nhiêu từ niệm Phật thì mới có thể đủ.
Thật ra cái câu trả lời là nó không có tường tận. Trong kinh nói chỉ cần 10 niệm nhưng mà nhất tâm bất loạn thì đã có thể được rồi. Thế nhưng mà cái nhất tâm bất loạn đó nó thật là khó các Phật tử ạ. Còn trong suy nghĩ tức là vẫn còn động tâm. Còn trong cái sự đếm số lượng 1, 2, 3, 4 cho đến 5, 6, 7, 8, 9, 10 là vẫn còn động tâm. Thế thì làm thế nào để nhất tâm bất loạn? Thì cần phải có thời gian, công phu để hành trì. Nhiều ấy thì một ngày niệm 3 đến 5.000 câu A-di-đà Phật. Ít thời gian hơn thì 1-2.000 câu A-di-đà Phật. Ít thời gian hơn nữa thì một ngày 10 tràng niệm Phật hoặc là 3 tràng niệm A-di-đà Phật. Mỗi một cái hạt này là một tiếng A-di-đà Phật. Lần mỗi một hạt là một tiếng A-di-đà Phật. Có thời gian thì hàng ngày rảnh rỗi là ta lại niệm Phật. Nhiều thì 3 đến 5.000, ít hơn thì 1-2.000. Ít hơn nữa thì 5-10 tràng niệm Phật. Nhưng mà cái số lượng nhiều hay ít ấy, nó không phản ánh là anh được giải thoát hay không. Nó không phản ánh rằng là anh sẽ được vãng sinh hay không vãng sinh. Anh niệm nhiều ấy, nhưng mà cái tâm anh tạp loạn thì anh sẽ chậm vãng sinh hơn. Ở đây thầy chỉ nói là chậm vãng sinh thôi, chứ không có nói là không được vãng sinh nhé. Niệm Phật là quý rồi, nếu nhất tâm hơn ấy thì nhanh vãng sinh hơn. Còn nếu chưa được nhất tâm thì sẽ chậm vãng sinh hơn. Thế tại sao như vậy? Có khi nào mà chúng ta ngồi niệm Phật mà đầu chúng ta vẫn nghĩ rằng chiều nay còn phải làm việc nọ việc kia, việc nhà cửa, các con cái nó ở xa ở gần về. Có khi nào mà chúng ta đang ngồi ở đây mà chúng ta phải nghĩ rằng 11 giờ phải cắm cơm cho chồng, sau bắt đầu là đón con đi học về, sau là nhận cái việc nọ việc kia. Có chứ. Nhưng mà thưa với các quý Phật tử là gì? Nếu như chúng ta niệm Phật thì chúng ta vẫn có lợi ích dù tâm ta tán loạn. Cái hay của pháp môn niệm Phật nó là vậy. Hay của pháp môn niệm Phật là gì? Ta đã niệm nhưng mà tâm ta tạp loạn thì chúng ta chỉ làm chậm cái thời điểm mà chúng ta vãng sinh đi thôi. Còn nếu chúng ta nhất tâm ấy thì chúng ta sẽ được vãng sinh luôn. Thế thầy ví dụ như này này, thì thầy đã ví dụ rằng là cái pháp môn niệm Phật câu danh hiệu A Di Đà Phật nó ví như cái máy bay ấy. Thì khi chúng ta đã lên máy bay rồi thì nó lại có chia làm nhiều cái hàng ghế. Người mà nhất tâm niệm Phật thì ngồi hàng ghế, ghế đầu, ghế trên. Thế do đó mà khi mà máy bay mà nó hạ cánh thì cái người mà ngồi đầu đó thì sẽ xuống trước. Thế còn những cái người mà chưa được nhất tâm ấy mà cùng lên chuyến bay thì sẽ xuống sau. Nhưng mà bay thì lại có bay nhiều chuyến, nhiều giờ khác nhau. Người nào đủ nhân duyên phúc báo rồi thì cái giờ bay đấy nó mới cất cánh. Rồi là cùng trên một cái máy bay bay đó thì lại người xuống trước, người xuống sau. Có người hôm nay bay, có người ngày mai bay, có người tận một năm sau mới bay cơ. Nó do vào cái hạnh nguyện của mỗi người, nó do vào công việc của mỗi người. Thế bây giờ chúng ta liệu đã muốn vãng sinh về cõi của Đức Phật hay chưa? Có người chưa đâu. Bởi vì sao ạ? Giống như bây giờ là ta có việc thì ta mới bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ta không có việc thì ta bay vào đấy làm cái gì? Đúng không ạ? Thế nhưng mà tại vì chúng ta chưa có việc, chúng ta chưa bay vào. Thế nhưng mà đây là chỉ là một cái sự so sánh thôi. Nhiều người chưa muốn vãng sinh bởi vì thấy cái thế giới này nó còn đẹp lắm. Nào là vợ đẹp, con ngoan, chồng tốt, nhà cửa xế sang, đồ ăn thức uống, tiền bạc, gạo thì đầy lu, tiền thì đầy két. Chả muốn vãng sinh làm cái gì. Tự nhiên bây giờ mà bảo vãng sinh thì không ai chấp nhận được. Thế đương nhiên là nó phải do cái nhân duyên để con người ta thời điểm nào thích hợp hưởng đủ cái phúc của trời, hưởng đủ, chịu đủ cái nghiệp của mình thì khi đó sẽ vãng sinh.
khi ta mất cũng chính là lúc mà ta có việc phải đi ấy. Thế còn để chúng ta đi bằng cái phương tiện là ô tô hay xe máy hay máy bay thì đó là do chúng ta. Thế cái việc niệm Phật cũng vậy, đủ cái nhân duyên, đủ cái duyên này thì sẽ giúp cho chúng ta được vãng sinh giải thoát. Khi ta gửi cái thân mình ở trên cái máy bay, một người nhiều khi là điếc cũng có thể niệm Phật, hoặc là câm cũng có thể niệm Phật. Câm thì không nhất thiết phải nói ra miệng, chỉ cần tâm niệm nhớ đến Phật là được. Điếc thì chỉ cần nhìn thấy Phật và có thể phát ra âm thanh được càng tốt. Chưa kể là những người đầy đủ về mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có thể niệm Phật. Nhiều người sẽ bảo là chỉ có những cái pháp môn niệm Phật là dành cho người trí tuệ, dành cho người thông minh thì mới có thể niệm Phật. Còn những người mà ngu đần, rốt nát, ốm đau, bệnh tật, thiếu khuyết, què chân, cụt tay thì liệu có niệm Phật được không? Liệu có vãng sinh được không? Xin thưa là có. Có niệm Phật được, phải có vãng sinh được. Ta lên cái máy bay thì cái máy bay nó chở chúng ta, đúng không ạ? Ta đâu còn phải nghĩ gì nữa. Ta què quặt thì ta cũng lên trên máy bay rồi. Ta có ngu si rốt nát, ta có nghèo hèn thì ta cũng đã lên máy bay rồi. Thì máy bay nó có cái công dụng chở ta đến cái nơi ta cần đến. Và ta đến đến nơi thì là có ai đưa đón chúng ta nhở? Có Phật Di Đà. Lúc ta lên máy bay, tức là lúc ta khởi tâm niệm Phật, là có Phật và các Bồ Tát đưa chúng ta lên máy bay. Và lúc ta xuống máy bay là có Phật và các thánh chúng rước ta xuống máy bay. Thế cho nên là ta không phải lo cái đoạn đó. Lên máy bay thì nhiều người lại bảo lúc niệm Phật ngủ gần có được không? Lúc niệm Phật ngủ gần có được không? Lúc niệm Phật mà tâm cứ nghĩ là trưa nay về 11 giờ về cắm cơm cho chồng đón con rồi là cho lợn cho gà ăn thì lúc niệm Phật mà như vậy thì có được không? Vẫn cứ được các Phật tử ạ. Giống như lên máy bay ngủ gần thì máy bay vẫn chở mình cơ mà, đúng không? Hoặc là giống như đi trên ô tô ấy, mình lên ô tô thì mình cũng ngủ gần thì nó cũng chở mình đến cái điểm đấy. Đó. Thế cho nên là chúng ta tin rằng cái pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn có thể giúp con người ta đi đến cái cảnh giới an vui. Thế thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này, cái cõi đời này nó có rất là nhiều những cái nỗi khổ niềm đau. Mọi người không được thoải mái, an vui, hạnh phúc về vợ chồng, về con cái, về tiền bạc, về tuổi thọ. Và trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta bị phiền não lắm. Nếu mà bảo là cứ sinh ra ấy, lớn lên có sẵn cơm ăn áo mặc, tiền tiêu, vợ đẹp con ngoan thì đó lại là một lẽ. Nhưng mà trên cuộc đời này chúng ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành, lập gia đình, sinh con cái, trải qua bao nhiêu những cái thời gian, những cái thời điểm, những cái dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Và mỗi một lần ta trải qua như vậy, ta lại va vấp phải những cái kinh nghiệm. Trong những cái kinh nghiệm đó nó hàm chứa mồ hôi, nước mắt, xương máu. Để có được đồng tiền là bằng bao nhiêu xương máu, nước mắt, cả những cái nỗi nhục. Để có những cái kiến thức học tập, học hành là cả một cái quá trình dành thời gian nghiên cứu, rèn luyện. Cơm ăn áo mặc hàng ngày để mà chúng ta có, nó là bao nhiêu năm tích góp. Nắng mưa mệt nhọc. Thế cho nên là để có những cái đó thì chúng ta phải có những cái giá để trả. Và cuộc sống thì nhiều người họ cảm thấy khổ quá. Họ cảm thấy họ không có niềm tin. Và họ muốn tìm cách để giải thoát. Nhưng mà thực sự rằng là nếu mà giải thoát, tìm cái giải thoát trong đau khổ thì đó không phải là giải thoát. Còn ta theo cái pháp môn niệm Phật, theo đạo Phật, ta hiểu về giáo lý của Phật, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ
chúng ta sẽ có những cái việc làm có ích, có giá trị và ta cảm thấy yêu đời hơn. Và một mai này khi mà chúng ta có mất đi thì chúng ta cũng không cảm thấy hối tiếc. Ngày hôm nay, sáng hôm nay Thầy chỉ chia sẻ với các quý Phật tử chúng ta cái kiến thức chung chung về cái danh hiệu A-di-đà Phật. Và nó sẽ cần nhiều hơn nữa những cái ngày khác nữa để chúng ta chia sẻ, để chúng ta đi sâu, chúng ta tìm hiểu thêm về cái pháp môn niệm Phật này. Nó phải có nhiều những cái ngày liên tục để các quý vị chúng ta được hiểu về cái nguồn gốc, cái phương pháp và cách tu hành như thế nào. Còn bây giờ là chúng ta chỉ hiểu là hàng ngày chúng ta niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Ai mà gọi chúng ta ấy, đến chùa ấy, mà gọi chúng ta bà ơi, bà A, bà B, bà C thì A-di-đà Phật. Đấy cũng là một cái cách tu đấy. Đấy, về nhà ấy mà bạn bè hàng xóm mà người ta qua nhà mình, người ta gọi mình ở trong nhà nói ra A-di-đà Phật, đấy cũng là cái tu đấy. Một lần mình nói một cái câu A-di-đà Phật không chỉ là tu cho mình, mà chính là mình tu cho cả cái cộng đồng ở đấy nữa. Vì là cái người mà nghe từ A-di-đà Phật ấy, họ không thể nào là khởi những cái lời nói mang tính mang những tính bất thiện được. Đấy. Ví dụ như bây giờ mà thầy đến nhà một cái bà A, rủ bà ấy chơi, hoặc đến nhà bà ấy chơi, bà ấy đang đóng cổng, đến gọi cổng bà A ơi, thế bà A bên A-di-đà Phật, thế thì khi mà mình nghe thấy bà A bà bảo A-di-đà Phật, tự nhiên lại nhớ rằng là đang định đem cái chuyện của một cái bà khác đến để nói với cái bà này, thế tự nhiên bà A-di-đà Phật thì hóa ra là bà ấy có tu rồi. Mà bà ấy có tu rồi, bây giờ mình đem những cái chuyện này đến nói với cái bà này thì nó không được phù hợp cho lắm. Thế như vậy là mình đã tu cho cộng đồng. Hoặc là khi mình A-di-đà Phật lên, con cháu ở trong nhà mà nó nghe thấy, nhiều khi chồng nó muốn chửi vợ, hay là vợ chồng nó cãi nhau, hay là bố mẹ nó nói con nói cái, nhưng mà khi mình A-di-đà Phật một cái, có khi nó lại nhẹ lại nguôi đi. Có khi lại nhẹ lại nguôi đi. Nó bảo là trong nhà mình dù gì theo đạo Phật. Đấy, và mỗi một lần mình A-di-đà Phật thì cái tâm từ bi của mình nó lớn lên, nó tăng trưởng lên. Không nhất thiết là ta mỗi lần niệm Phật là cứ phải để ý vào câu niệm Phật. Đương nhiên niệm Phật là phải để ý vào câu niệm Phật. Đi này, đứng này, nằm này, ngồi này, ngủ, nghỉ, ăn uống là ta đều phải giữ trong chính niệm và phải A-di-đà Phật. Ví dụ ta ăn ta cũng thầm niệm mỗi một miếng cơm là một tiếng A-di-đà Phật. Ta đi mỗi một bước đi là một bước chân A-di-đà Phật. Thế nhưng mà có những lúc ấy, khi ta đã quen rồi, có thể là tâm ta nghĩ A-di-đà Phật, miệng ta niệm A-di-đà Phật, nhưng mà cái tay của ta, cái việc làm của ta nó không phải là theo Phật. Thế nhưng vẫn có giá trị. Tại sao vẫn có giá trị? Bởi vì cái tâm niệm của ta đó là tâm niệm lành, tâm niệm tốt. Khi ta đã niệm Phật nhiều, niệm Phật thường xuyên ấy, nó sẽ thành một cái gọi là cái huân tập, cái chủng tử niệm. Giống như bây giờ ta bảo là ta đi ra đường ấy, ta đi ra đường, chân ta thì vẫn cứ đi, nhưng mà đầu ta nhiều lúc lại nghĩ đến những cái việc khác, đúng không ạ? Nhưng mà chân ta đi nó trở thành cái quán gì? Cái quán tính. Thế bảo đến nhà cái bác A để chơi, đến nhà bác Cả để chơi. Từ nhà ta đến nhà bác Cả ta đi bộ, ta xác định ta đến nhà bác Cả chơi, trên đường đi thì ta cứ đi thôi. Mặc dù là đầu ta nghĩ hết chuyện nọ chuyện kia, trên đường đi đến nhà bác Cả ta nghĩ rằng đến mượn bác 10-20 triệu. Trên đường đi đến nhà bác Cả bảo mang đến xin bác, nghe đâu bảo mới đánh được con cá đến xin về. Hay là trên đường đến nhà bác Cả bảo là có cái chút việc gì đấy cần được bàn luận. Trên đường đến nhà bác Cả suy nghĩ rất là nhiều, nhưng cái chân của chúng ta vẫn cứ bước, đúng không? Vẫn cứ đi, đúng không? Ý chỉ là cái người niệm Phật ấy, niệm Phật nhiều, niệm Phật lâu năm, thì khi chúng ta không niệm Phật nữa thì nó vẫn có cái quán tính để chúng ta niệm Phật. Nó giống như cái bước chân bước đi ấy,
chúng ta vẫn đến được cái nơi, cái đích ta cần đến. Các Phật tử chúng ta hiểu không? Ta niệm Phật nhiều à? Hàng ngày trong đi đứng nằm ngồi nói chuyện là chúng ta cũng A-di-đà Phật. Chúng ta niệm nhiều nó thành một cái quán tính tốt. Đấy, giống như cái bước đi ấy mà. Ta bảo ta đến nhà bác cả. Đầu ta suy nghĩ mọi thứ nhưng mà chân ta vẫn cứ bước đi đến đấy. Đấy, cái niệm Phật cũng vậy. Khi nào ta mà đã thuần thục rồi thì tự lời nói hành động việc làm tự nó có cái chính niệm ở trong đấy. Thế cho nên là thưa với các quý vị, cái pháp môn niệm Phật thì nó có rất là nhiều những cái lợi ích. Chiều hôm nay thì thầy sẽ có thời gian chia sẻ với các quý vị một số lợi ích. Nhưng mà cái lợi ích cơ bản đầu tiên ấy là làm cho các quý vị chúng ta được an vui đã. Và cái câu thần chú để cho chúng ta được bình an trong cuộc sống. Những ai mà chúng ta cảm thấy cuộc sống, gia đình, vợ chồng, con cái nó còn khuyết thiếu, nó không được đầy đủ, nó không được hạnh phúc, thì mình phải tu ở cái chỗ đấy. Cái câu A Di Đà Phật chính là cái câu để cho chúng ta tu vào đấy. Nếu như trong cuộc sống vợ chồng hay cãi nhau chẳng hạn, mỗi một lần mà chồng nói vợ, vợ nói chồng, chỉ cần A Di Đà Phật, tự nhắc mình ở trong tâm, là cái tâm của chúng ta, cái tâm sân hận của chúng ta, cái tâm tranh đua của chúng ta, nó bị giảm đi. Niệm Phật để cho tâm của chúng ta tĩnh lại. Mà khi tâm của ta được tĩnh lại thì chúng ta sẽ phát sinh trí tuệ. Để chúng ta làm được nhiều các cái việc lợi ích hơn. Thế thì thưa với các quý Phật tử, chúng ta sẽ chia sẻ về cái pháp môn niệm Phật, về cái việc hành trì pháp môn niệm Phật thì nó có nhiều cách lắm. Hàng ngày các cụ ở nhà ấy, dù không đến chùa, ngồi ở nhà chiều chiều mát mát ấy, cầm cái cỗ tràng ra, ngồi ở trên phản hay ngồi ở ghế niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy kể với các quý vị một cái câu chuyện ngày xưa có một cái bà lão sống ở trên núi thời Đức Phật. Thế thì khi mà bà ta hỏi một cái đạo sĩ là có một cái câu thần chú nào làm để cho tâm của mình được bình an, khỏi các cái đau khổ. Thế cái vị thần chú, cái vị đạo sĩ đó mới nói là Án Mani Bát Minh Hồng. Thế nhưng mà bà ta nghe nó nhầm, bà ta nghĩ rằng đấy là Án Mani Bát Minh Xanh. Thế là hàng ngày là bà ta cứ niệm Án Mani Bát Minh Xanh. Ngày nào bà cũng niệm như thế. Và chả bao lâu thì các cái phiền não, các cái nỗi buồn ấy, nó hết các Phật tử ạ. Chồng con mất rất là buồn, gặp một đạo sĩ đến bảo là Án Mani Bát Minh Hồng, niệm cái câu đấy, đọc cái câu đấy nhiều vào thì tâm tự được an. Thế bà ta nghe nhầm này, thành Án Mani Bát Minh Xanh. Thế bà ta niệm một thời gian thì tự hết buồn, tự nhiên có niềm vui. Đến nỗi mà mỗi một câu niệm Án Mani Bát Minh Xanh ấy, thì lại có một cái hạt đậu từ bên cái bát bên này nó nhảy sang bát bên kia. Ngày xưa thì người ta không có tràng hạt đâu các Phật tử ạ, không có tràng hạt như này. Mà mỗi một câu Án Mani Bát Minh Xanh ấy là phải nhặt một hạt đỗ từ bên bát bên này cho sang bát bên kia. Các Phật tử hiểu không? Để biết được là mình niệm được bao nhiêu hạt, đúng không? Mỗi một câu niệm là bà ấy cầm một cái hạt từ bên bát bên này cho sang bát bên kia. Và các vị biết là sau một thời gian bà ấy niệm Án Mani Bát Minh Xanh ấy, thì là cái hạt đó nó tự nhảy sang, bà ấy không phải nhặt nữa. Bà cứ niệm một câu là cái hạt ở bát bên này nó tự nhảy sang bát bên kia. Thế rồi đến một cái ngày có một cái vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật đến cái khu rừng đấy, thì thấy rằng là có một cái nhà nó phát ra cái hào quang như cái ánh sáng hào quang của Phật ở trên ban thờ kia kìa. Tự nhiên thì thấy có một cái nhà nó phát ra cái hào quang như thế. Thế lạ quá, mình đến ngó xem. Thế thấy một cái bà lão cứ niệm Án Mani Bát Minh Xanh. Và có mỗi một lần niệm lại có một cái hạt đỗ nó nhảy từ bên bát bên này sang bát bên kia. Thế nghe thấy thế xong thì cái vị này mới vào bảo là bà niệm sai rồi. Nó là Án Mani Bát Minh Hồng cơ.
không phải là ăn mani bát minh xanh đâu. Thế là khi mà cái thầy này mới đi khỏi cái nhà đó, tự nhiên cái hào quang nó mất. Tự nhiên cái hào quang nó mất. Các Phật tử biết vì sao nó mất không? Là vì bà ta buồn quá. Tu mấy năm nay rồi, một cái câu đó hóa ra là mình tu sai, tu nhầm. Thế nhưng mà khi cái thầy tu này đi được một đoạn, nhìn vào cái nhà đó, nó không còn hào quang nữa, thì mới nhớ ra là mình làm cho người ta buồn. Người ta đang nhất tâm, vì người ta nhất tâm mà hạt đỗ nó nhảy được từ bên này sang bên kia, và cái nhà đó nó phát những cái hào quang. Vì một cái sửa đổi của mình mà người ta buồn phiền, người ta không nhất tâm được. Thế là phải quay trở lại bảo: ôi bà ơi, xin lỗi bà, vừa nãy tôi nói nhầm, ám mani bát minh xanh là đúng đấy. Thế là bà ta lại vui lại mừng, thế là lại niệm Phật ám mani bát minh xanh, thế là hào quang nó lại phát lên. Cái vị thiền sư đi cách đó mấy cây thì thấy hào quang vẫn sáng, lúc đó mới vui. Thế ý mới nói rằng là gì? Cái câu niệm Phật án mani bát minh hồng, án mani bát minh xanh, hay là cái câu a di đà Phật, hay là cái câu nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì nó chỉ có hai chữ là làm căn bản, là hai chữ gì ạ? Hai chữ nhất tâm. Nhất tâm được là quý nhất. Mình dùng cái tâm ý của mình truyền vào đó, cái tâm ý của mình truyền vào đó. Và các quý Phật tử chúng ta lưu ý rằng là khi chúng ta niệm Phật, thì nếu như chúng ta dành được một cái thời gian rảnh rỗi mà chuyên niệm Phật được là tốt nhất. Còn không bình thường là chúng ta cũng hãy cố niệm Phật. Trong đi đứng nằm ngồi ăn uống, từ nhà ra chùa cũng niệm Phật, từ nhà ra đường cũng niệm Phật. Một bước chân đi là một tiếng niệm Phật. Niệm thầm thôi, không có phải là A-di-đà Phật nói ra bên ngoài. Và cái chữ niệm Phật đó, nó chính là cái thần chú để cho mọi người có được cái sự an toàn, không bị bệnh tật tai nạn đó. Tức là ta trong chính niệm, khi ta niệm Phật thì cái tâm của ta tĩnh lặng, thì ta không thể là bị va chạm, bị tai nạn được nữa. Rồi là những cái bệnh tật do cái tâm niệm của ta nó lành, nó thiện, mà ta không làm những cái việc ác, những việc xấu. Rồi là khi mà ta niệm Phật thì cái tâm của ta nó được lành, được trong sáng, thanh tịnh, do đó mà bệnh tật nó bị đẩy lùi. Thế đó là thầy chia sẻ với các quý vị chúng ta mấy lời như vậy. Bây giờ thì chúng ta nghỉ giải lao nhé. Nghỉ giải lao cho các cụ, nghỉ giải lao.